Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em thêm một lô máy cơ xích đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Đó, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên tổng cộng gồm có 10 con anh em nhé. Hàng bên dưới là những sản phẩm cao cấp, những dòng máy hệ máy lớn, hệ nòng đứng anh em nhé. Còn anh em nào mà kinh phí thấp mà muốn một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình thôi, cầm một chiếc máy cưa mà trên dưới 2 triệu thì anh em lựa ở hàng bên trên anh em nha. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ S này, từ S1 cho tới S10. Đó, từ S1 tới S10 nhá. Anh em nào xem video ấy, ưng ý con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã mà em đã ghi trên từng con máy này để anh em báo cho em để em biết anh em muốn đặt hàng và lựa con nào anh em nha. Đó, và giá đã công khai trên từng con máy rồi. Đấy. Giá đó đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em, tặng kèm phụ kiện cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Và giá của anh em của em là đã hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho anh em. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em anh em nha. Đó, đầu tiên thì cửa hàng chúng em là lên sóng cho anh em một con máy. Con này là hệ hàng máy mới nhá. Chèn trong lô ngày hôm nay thì em có duy nhất một con máy mới, hàng công suất lớn nhưng mà giá cực kỳ hữu nghị, học sinh sinh viên luôn, để cho anh em nào nhu cầu kinh phí thấp mà cần một chiếc máy cưa mà để sử dụng gia đình mà rẻ rẻ đấy ạ. Đó, con này là hệ máy mới anh em nha. Chỉ 1 triệu 6 năm chục này, công suất lên đến 52 cc, lam dài 50 phân. Đó. Vâng, và con thứ hai là một con máy cưa Estin MS170C. Con này là thương hiệu của Đức này anh em, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nhé. Con này thì công nòng của nó là 37 ly. 37 ly anh em nha. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân. Đó, 35 à 40 phân chứ, con này dài mặt cắt được 40 phân. Giá 3 triệu 400 ngàn, cam kết nguyên zin nguyên bản luôn. Vâng, và con thứ ba là con S3, một con máy cưa Husqvarna 141, công suất của con này thì lên đến 40 cc đây. Đó, anh em gì ạ? 40,2 cc, cân nặng đầu máy không là 4,6 kg anh em nhé. Con này giá 3 triệu 050 ngàn, làm dài mặt cắt là được 35 40 phân gì đó. Tí nữa em sẽ đo chính xác để báo cho anh em nha. Vâng, và con S4 là một con máy cưa đến thương hiệu Echokyorit. Con này thì công suất của nó lên đến 34 cc này. 34 cc, tích hợp cho anh em là một con theo máy là một cây lam Latin luôn nha. Đấy, anh em thấy không ạ? Vâng, và con này giá chỉ 2 triệu 900 ngàn, thương hiệu Echokyorit, hàng chưa bung chạm máy móc cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Vâng, và một con máy cưa thiệu tem Shindaiwa, hai con rồng. Đây. Shindaiwa anh em nhá. Con này giá 2 triệu 500 ngàn, nòng 38 ly. Con này tích hợp của nó này. Con này là siêu trường, siêu trọng và siêu bền bỉ luôn. Hệ thống lốc này, lốc là hợp kim nhá. Lớp lốc là hệ thống là lốc là hợp kim nhôm này, để cho anh em về sử dụng này, bao cho anh em là chất lượng luôn. Về anh em mà sử dụng mà cắt nhiều đấy ạ, một chiếc máy con này thì để anh em sử dụng thì không bao giờ có tình trạng mà nóng máy đấy. Vâng, và bây giờ qua con S6 là một con máy cưa hiệu Tanaka, máy móc cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Giá đã lên cho anh em luôn một cây lam thép Latin xịn anh em nhé. Giá 2 triệu 150 ngàn S6 đây. Đó, công suất 33 cc. Một con máy cưa tiếp là đến thương hiệu Hitachi, giá 1 triệu 9 năm chục này. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại. Vâng, và bây giờ qua con S8 là một con máy cưa thương hiệu Echokyorit Grand, giá 2 triệu đồng anh em nhá. Con này rất lâu rồi cả hàng chúng em không về hàng, cháy hàng luôn. Hôm nay thì về được một cây duy nhất, lên sóng cho anh em luôn, máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Đấy, GC34 này, công suất 33 cc cho anh em luôn, cắt gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại. Vâng, lại tiếp tục lên sóng cho anh em một con máy cưa Echokyorit 3400. Đó, có tích hợp xả cho anh em nhá. Giá 2 triệu đồng, có núm bơm xăng phụ đầy đủ, 33 cc cho anh em. Vâng, và cuối cùng cửa hàng chúng em S10 là một con máy cưa hiệu siêu tay cụt. Đó, đến từ tinh hậu Tananka anh em nhá. Đây Tananka đây. Hiệu tay cụt này, con này có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em để cho anh em về giật cho nó nhẹ nhàng cũng như là bền bỉ anh em nhé. Giá 2 triệu đồng con này, về cho anh em mà sử dụng mà cắt gỗ trên cao này, hoặc là hay leo trèo trên cao, cắt cành cây đủ linh tinh, hoặc là hay leo thang đấy ạ. Cầm một chiếc máy cưa tay cụt mà có thể cầm được một tay được. Lam này dài 35 phân luôn anh em nhá. Cực kỳ dài luôn cho anh em về sử dụng. Có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực nữa, cực kỳ chất lượng luôn rồi.
Vâng, và bây giờ cửa hàng chúng em sẽ đặt máy quay xuống để dập nổ cũng như là đo kích thước của cây lam, tổng thể cây máy, báo giá chi tiết cho anh em để anh em dễ dàng lựa chọn anh em nhé. Cam kết cho lô ngày hôm nay này nguyên zin nguyên bản luôn, và máy móc ngày lô ngày 10 con thì cực kỳ sáng và đẹp luôn anh em nhé. Anh em nhìn đúng không ạ, máy móc con nào cũng cực kỳ vip và xuất sắc luôn, anh em không phải lăn tan gì nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên anh em nhé, và hôm nay là cửa hàng chúng em lên là mã S1 này. Đầu tiên S1 là giá 1.650.000, con này là hệ máy mới anh em nhé, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em đó. Thương hiệu của nó là CS6910, lam con này dài mặt cắt là được 50 phân nha, xích là xích mới, lam xích mới luôn ạ. Đó, đây phần mặt tiền của nó đây. Hôm nay em xả luôn cho anh em để cho anh em về sử dụng nhá. Cần một chiếc máy cưa mà giá hát rẻ nhưng mà công suất có thể sử dụng tốt nhất trong tầm phân khúc giá rẻ đấy. Hai ốc chất lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, miễn phí ship cho anh em. Vâng, và qua con S2 là một con máy cưa hiệu Estin MS170C. Con này tích hợp sẵn chụp giật trợ lực cho anh em này, thắng xích sử dụng đầy đủ, giá chỉ 3.400.000. Máy móc thì cực kỳ vip luôn, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 anh em nhé. Lam con này dài mặt cắt là được mặt cắt là 37 phân, 37cm anh em nha. Đây, phần mặt tiền của nó đây, bố biết này, đều dập nổi Estin hết anh em nhá, có tem mã số ký hiệu đàng hoàng, và cam kết cho anh em là máy móc nguyên zin nguyên bản 100%, hàng chưa bung chạm máy móc để cho anh em tiện về sử dụng có thể đảm bảo nhất này. Đây, anh em nhìn qua phần này, điện zin này, nòng này chưa bung chạm anh em nhá, chế bộ chế hòa khí nguyên zin nguyên bản hết luôn. Anh em nhìn nó có phần dập, nó có phần Estin ở phần bên cạnh này không ạ? Đó. Rồi, và em sẽ giật test nổ cho anh em để cho anh em nghe tiếng máy anh em nhé. Rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nổ. Rồi, và qua con S3 là một con máy cưa đến từ Husqvarna na dòng của Thụy Điển anh em nhé. Con này công suất của nó lên đến là 40,2cc, cân nặng đầu máy không này 4,6kg anh em nhé. Máy móc con này tình trạng khá là đẹp luôn cho anh em, hàng máy móc mà không có bể vỡ hay là bất kỳ cái gì cả. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, lam con này dài là mặt cắt là được mặt cắt con này lên đến là 38 phân mặt cắt anh em, 38 phân mặt cắt. Xích sử dụng của nó là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy, và mua bán trên thị trường thì rất là nhiều anh em nhé, hầu như ở chỗ nào cũng có bán luôn. Và mặt tiền của nó đây anh em nhé, còn bên trên này là đổ là nhớt để bôi trơn lam xích này, bên dưới là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Tình trạng con này là khá là đẹp luôn, phải tầm khoảng 80-90% đấy anh em. Đó, và con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.050.000, miễn phí vận chuyển cho anh em luôn.
cam kết là hàng máy móc đẹp anh em nhé, nguyên zin nguyên bản 100%. Con S3 giá 3.050.000, công suất 40cc cho anh em về sử dụng mà cắt gia đình cũng được, hoặc là về sử dụng khai thác tầm trung vẫn ok luôn anh em nhé. Dạ vâng, và qua con S4 là một con máy cưa đến thương hiệu Echo Kyrit. Đó, giá 2.900.000, công suất lên đến 34cc. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn anh em nhé. Và phần lam này, theo máy là một cây lam Latin nguyên zin của nó luôn. Lam xích là nguyên zin nguyên bản anh em nhé. Có thắng xích sử dụng đầy đủ cho anh em, để cho anh em tiện về sử dụng này. Đó, hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 10. Và con này thì có tích hợp là xả áp cho anh em, để cho anh em giúp mà vận hành cây máy cũng như là giật cây máy nó có thể nhẹ nhàng hơn. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, 35 phân mặt cắt anh em nhé. Và con cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Máy móc vẫn là cam kết nguyên zin nguyên bản 100%, 2.900.000. Chỉ khoảng tầm 2.500.000 đổ lại thôi, thì hôm nay em lên sóng cho anh em một con máy cưa đến từ thương hiệu Shinhwa, hiệu tem hai con rồng anh em nhá. Đó, con này là nòng của nó là 38 ly, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại thì con này có thể xử lý được. Lam con này dài mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng vẫn là xài xích chung 91 anh em nhá. Rất là đặc trưng của dòng máy cưa Nhật nội địa rồi, những cái dòng mà phân khúc mà tầm chung chung như thế này này thì đa số thì sẽ sử dụng nó là xài xích chung 91 và xích mini anh em nhá. Và xích này thì mua bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều luôn, nên em không phải lăn tăn. Và lốc này, anh em, lốc của nó là xài lốc hợp kim luôn anh em nha. Về cái độ trụ nhiệt ấy ạ, thì lốc hợp kim này thì có chấp luôn cho anh em rồi. Anh em về sử dụng thì có khi về anh em sử dụng cả ngày mà không có tình trạng bị nóng máy khó nổ đâu ạ. Đó, 2.500.000 cho một con máy này. Đó, nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Z anh em nha, anh em không phải lăn tăn đâu. Dòng Shinhwa này thì cái hệ này này thì nó là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bộ chế hòa khí của nó ấy, bộ chế hòa khí này này, nó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em nhé. Phần bình xăng này này, cái phần tay cầm tay ấy à, thì nó hơi chóc sơn một tí xíu nhưng mà nó không có ảnh hưởng cũng như là tình trạng của cây máy gì cả. Em kem kết cho anh em về sử dụng cái con này cực kỳ ngon lành luôn, nóng hơi thì cực kỳ khỏe cho anh em nhé. Bình xăng của nó là xài là bình xăng là cũng là bằng hợp kim luôn. Đó. Cực kỳ bền bỉ cho anh em luôn, hàng này là siêu trường siêu trọng luôn đấy ạ. À. Anh em là nuôi đồng cuối đá. Các bác hay nói kiểu đấy. Vâng, 2.500.000 cho một con máy cưa S5 anh em nhé. Đã rồi, và bây giờ là qua những mẫu máy cưa mà nho nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình đây. Cắt gỗ tầm như kiểu cái phích nước đổ lại, hoặc là tầm khoảng 20cm đổ lại, đường kính gỗ khoảng 20cm đổ lại đây ạ. Hôm nay lên sóng cho anh em một con máy cưa đến từ hiệu Tananka. Và đã lên cho anh em luôn là một cây lam thép xịn anh em nha. Cây lam thép xịn luôn đây ạ. Và một cây lam này bên ngoài thị trường đang bán rơi dao động khoảng tầm 400.000 một cây lam này thôi. Đó, xích sử dụng đó là xài xích mini anh em nhé. Xích khá là dày dặn và to bản mát này. Đó, giá 2.150.000, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn cho anh em, sáng keng sẻ beng đẹp, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ từ A tới Z này. Đó, anh em nhìn tổng thể cái máy này xem nào có loại
đáng để sưu tập và mua không ạ? Rồi, và có đúng bơm xăng đầy đủ cho anh em nhé. Máy của cửa hàng chúng em thì cam kết cho anh em là toàn là những hàng tuyển lựa thôi, máy móc thì đẹp 70-80% chứ không bao giờ mà có những hàng máy mà xấu để giá rẻ để cho anh em về sử dụng. Vâng, và qua con S7 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Hitachi. Rất là nhiều các bác mà hay dạo gần đây là hay hỏi về cái thương hiệu này đúng không ạ? Và hôm nay thì lên sóng cho anh em một con máy cưa. Đó, giá 1.950.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Làm con này dài mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng nó là xài xích mini anh em nhá. Đó, làm xích là nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Và con này thì này, phần mặt xích khá là dày dặn và to bản cho anh em về sử dụng. Hao chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 cho anh em. Làm dài 30 cm. Và cho anh em về con này sử dụng có thể cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại anh em nhé. 20 cm đổ lại thì con này thì có thể xử lý được và thoải mái cho anh em luôn. Đó, dạ vâng, và một con máy cưa Echo Curit Grand GC34 anh em nhé. Giá của nó là 2.000.000, máy móc thì cực kỳ VIP và xuất sắc luôn. Đây, anh em nhìn qua, con này thì tình trạng khá là đẹp luôn anh em nhé. Nước sơn này, trắng phau luôn. Tháo chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Con này này, và tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam luôn anh em nhé. Tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích dùng chung sản phẩm của máy cưa điện nhé. Làm con này dài mặt cắt là được 35 phân cho anh em về sử dụng. Đó, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, thắng xích, khóa xích đầy đủ cho anh em nhá. Anh em không phải lăn tan gì nữa rồi, đầy đủ chức năng cho anh em luôn. Công suất 33cc về cho anh em sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lam. Vâng, con S9 là một con máy cưa cũng là thương hiệu Echo tiếp. Con này là Echo Curit anh em nhá, 3400, công suất 33cc. Có xả áp cho anh em này, giúp cho anh em vận hành cũng như là giật nổ cây máy có thể nhẹ nhàng luôn. Và có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em nhá, giúp tiện lợi dễ dàng lên xăng. Lam dài 30cm, xích sử dụng nó là xài xích mini cho anh em. Đó, giá 2.000.000. Rất là nhiều các bác mà hay săn lùng cũng như là mua hàng này đúng không ạ? Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10. Echo thì nó là hầu như em lên sóng con nào là có khách đặt và chốt con đấy. 3400 lên tiếp tục cho anh em một cây nhá anh em nhá. Thank you.
Dạ vâng, và cuối cùng là một con máy cưa hiệu tay cụt. Đó, con này đến từ hiệu Talanka 33cc, giá 2 triệu đồng, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Cái chụp giật trợ lực này thì nó tiện cho anh em về sử dụng, có thể nhẹ nhàng giật rất là nhẹ, có thể nổ luôn. Và cũng như là nó độ bền nha anh em nhé. Cái phần chụp giật này thì anh em cực kỳ bền bỉ luôn, rất là khó hỏng với cái chụp giật này, 2 triệu đồng. Đó, tổng thể cái máy này, con này là ram dài mặt cắt là 35 phân, xích sử dụng đó là xích mini anh em nhé, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, đầy đủ chức năng luôn anh em về sử dụng. Chúng em thì có giật két nổ tất cả, gồm có là 10 cây máy cơ xích. Anh em mà ưng ý hoặc là thích những mẫu nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhé. Số điện thoại thì cửa hàng đã để dưới màn hình rồi, anh em chỉ cần liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em thôi. Và chúng em biết ngay anh em muốn đặt hàng con gì, cũng như là để lựa cho nó đúng anh em nha. Vâng, và hôm nay luôn ngày hôm nay thì cực kỳ sáng cũng như cực kỳ đẹp, máy móc nổ thì cực kỳ ngon luôn. Ôi, và video cũng khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào mà ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng ngay anh em nha. Rồi, xin chào toàn thể anh em.